được sự hỗ trợ từ Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia và công ty G Innovations Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với ngành y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai thiết bị vòng đeo tay thông minh hỗ trợ quản lý người đang trong diện cách ly liên quan đến Covid-19. Hiện thành phố đang triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà ở quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Theo đó, mỗi vòng đeo tay được cá nhân hóa với mã số tương ứng. Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm lưu ý và yêu cầu người dùng phải cam kết đeo thiết bị 24 trên 7. Nếu vòng đeo tay này bị tháo hoặc tắt, thiết bị sẽ tự động cảnh báo cho người quản lý. Phần mềm quản lý cách ly sẽ theo dõi vị trí của người để cách ly, nhận cảnh báo về các trường hợp đi ra khỏi vị trí, khu vực dành cho người cách ly, cũng như cung cấp thông tin biểu đồ của người đeo, đặc biệt phát cảnh báo khi người đeo vòng bị sốt cao, Cùng với đó, Đà Nẵng cũng sẽ vận hành phần mềm quản lý cách ly tại địa chỉ quản lý cách ly.danang.gov.vn kết hợp với app Đà Nẵng Smart City.